Xin chào tất cả các con. Hôm nay cô và các con cùng nhau tìm hiểu bài tập đọc của tuần 22 này nhé. Bài tập đọc mang tên Chợ Tết. Trước tiên cô mời các con mở sách giáo khoa trang 38 cùng đọc với cô nhé. Chợ Tết. Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi, sương hồng lam ôm ấp nóc nhà danh. Trên con đường viền trắng mép đồi xanh, người các ấp tưng bừng ra chợ Tết. Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc, những thằng cu áo đỏ chạy lon son, vài cụ già chống gậy bước lom khom, cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ, thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ, hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu, con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau, sương trắng rõ đầu cành như giọt sữa, tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa, núi uốn mình trong chiếc áo the xanh, đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh, người mua bán ra vào đầy cổng chợ. Đoàn Văn Cờ. Đầu tiên, cô mời các con đến với phần chú thích. Từ đầu tiên, ấp. Ấp chính là làng xóm của mình ngày xưa đó các con. Từ tiếp theo là the. The là từ chỉ hàng tơ, sợi nhỏ, dệt thưa. Mời các con quan sát hình ảnh nhé. Tiếp theo đó là từ đồi thoa son. Đồi thoa son chính là đồi đỏ rực lên khi đón nhận ánh nắng sớm, buổi sớm. Các con thấy đẹp không nào? Tiếp theo, cô mời các con đến với phần tìm hiểu bài. Ở câu hỏi thứ nhất, người các ấp đi chợ Tết trong khung cảnh đẹp như thế nào? Để tìm được câu trả lời, cô mời các con đọc lại một lần nữa đoạn văn của mình nhé. Người các ấp đi chợ Tết trong một khung cảnh thật là đẹp, thật là vui tươi đúng không các con? Mặt trời lên làm ửng hồng những dải mây trắng và những làn sương sớm. Đồi núi cũng làm duyên uốn mình trong chiếc áo the xanh, những giọt sương đầu cành như những giọt sữa thỉnh thoảng rọ xuống, những tia nắng thì nhảy hoài trong lụng lúa, còn những quả đồi thì như được thoa son phơi mình dưới ánh bình minh. Một khung cảnh thật đẹp phải không nào? Ngoài cảnh đẹp như thế này thì cô đố các con mỗi người đến với chợ Tết với dáng vẻ như thế nào? Để biết được câu trả lời, cô mời các bạn đến với câu hỏi số 2. Mỗi người đến chợ Tết với những dáng vẻ riêng ra sao? Để tìm được câu trả lời, cô mời các con một lần nữa đọc lại đoạn văn để tìm được câu trả lời nhé. Đúng rồi. Những dáng vẻ riêng của mỗi người khi đến với chợ Tết là những thằng cu áo đỏ chạy lon son, cụ già thì chống gậy bước lom khom, thế còn các cô gái trẻ như thế nào? Các cô gái trẻ lặng lẽ che môi cười, em bé thì nép đầu bên yếm mẹ, hai người thôn thì gánh lợn chạy đi đầu, con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau. Đây là những dáng vẻ rất là dễ thương, đáng yêu phải không các con? Bên cạnh những dáng vẻ riêng thì những người đi chợ Tết còn có những điểm gì chung? Cô mời các con đến với câu hỏi số 3. Bên cạnh dáng vẻ riêng, những người đi chợ Tết có những điểm gì chung? Chắc hẳn các bạn cũng đã có câu trả lời riêng của mình rồi đúng không? Đúng rồi đấy. Những điểm chung đó là tâm trạng vui vẻ, náo nức của mỗi người khi đi chợ Tết. Các bạn biết không, cứ mỗi khi đến Tết, các con, gia đình các con và các con cũng đều có chung tâm trạng này. Náo nức, nôn nao được đi chợ Tết, mua sắm sửa, tất cả đặt đầy đủ để trang hoàng cho nhà mình. Mời các con cùng với cô đến với câu hỏi số 4. Bài thơ là một bức tranh giàu màu sắc về chợ Tết. Em hãy tìm những từ ngữ đã tạo nên bức tranh giàu màu sắc ấy. Để tìm được những từ ngữ này, cô mời các con hãy nhìn lại một lần nữa bài thơ để tìm được những từ ngữ này nhé. Đúng rồi, đó là những từ ngữ mây trắng
đỏ dần, sương hồng lam, viền trắng, đồi xanh, cỏ biếc, đỏ, yếm thắm, bò vàng, sương trắng, tia nắng tía, áo the xanh, đồi thoa son. À, sau đây cô mời các con cùng quan sát những bức tranh về chợ Tết ngày xưa nhé. Các con thấy không? Người mua bán, người mua người bán tấp nập. Đây là chợ ông đồ đó các con. Câu đối đỏ. Người dân tấp nập đi mua hoa để trang trí cho nhà mình thật là đẹp. À, vậy là vừa rồi cô và các con đã cùng nhau tìm hiểu xong nội dung của 4 câu hỏi trong bài thơ chợ Tết đúng không nào? Qua bài thơ này, tác giả muốn cho chúng ta thấy được cảnh chợ Tết ngày xưa. Người đi chợ Tết ai cũng vui vẻ, tấp nập, từ cụ già cho đến những cô thiếu nữ, đến những cả những bé trẻ con. À, người mua kẻ bán tấp nập trong khung cảnh thiên nhiên đậm sắc xuân. À, cô còn một nhiệm vụ nữa, cũng giống với bài thơ Bè xuôi sông La. Ở câu số 5, người ta yêu cầu mình học thuộc lòng bài thơ. Vậy thì ở bài này cũng vậy, các con hãy học thuộc lòng bài thơ này nhé. Đến ngày đi học lại, bạn nào tự tin đọc cho cô và các bạn trong lớp cùng nghe, chắc chắn bạn đó sẽ nhận được một phần quà từ cô. Các bạn ơi, vậy là bài học của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Cô chúc các con hoàn thành phiếu học tập thật tốt và cất giữ thật cẩn thận nhé. Chào tạm biệt!